Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu vì nghe bạn thân qua đời khiến ai cũng xót xa. Mỹ Tâm là nữ ca sĩ sống tình cảm, có mối quan hệ tốt với người trong ngành giải trí. Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền là một trong những người bạn thân thiết của Mỹ Tâm. Chính vì vậy, khi nghe tin nam đạo diễn qua đời, không thể về tiễn đưa, Mỹ Tâm trong lúc trình diễn trên sân khấu không kìm được cảm xúc mà ngất xỉu. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại đoạn clip Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu. Video này được quay vào năm 2009. Mỹ Tâm đang biểu diễn tại show ở Houston, Mỹ. Tuy nhiên, dù hòa nhịp cùng khán giả, Mỹ Tâm cũng không giấu được giọt nước mắt vì nỗi nhớ thương cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Cô đã ngất xỉu trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả. Thời điểm này, ekip và MC Kỳ Duyên Nguyễn Ngọc Ngạn nghĩ rằng Mỹ Tâm đang biểu diễn quá nhập tâm, không một ai ra đỡ cô dậy. Phải một lúc lâu sau đó, nhân viên mới chạy ra sân khấu để đưa cô vào hậu trường. Có người còn thốt lên đầy ngạc nhiên khi phát hiện Mỹ Tâm xỉu thật. Trước đó, Mỹ Tâm hay tin đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời. Vì các lý do khách quan, họa mi tóc nâu không thể trở về Việt Nam gặp bạn thân gần cuối. Cô đã viết những dòng tiễn đưa nam đạo diễn trên trang cá nhân, bày tỏ sự thương tiếc khôn nguôi. Quyết định tiếp tục tham gia show diễn, hát 6 bài và khi được khán giả yêu cầu hát tiếp, Mỹ Tâm đã không ngần ngại cầm micro và biểu diễn cực cháy ca khúc Bang Bang. Hành động này cho thấy sự chuyên nghiệp, tôn trọng khán giả của nữ ca sĩ. Nhưng dường như cô vẫn không chống đỡ nổi, đã kích, mất đi người bạn thân thiết sau những giây phút nhiệt huyết trên sân khấu. Xem lại đoạn clip Mỹ Tâm ngất xỉu trên sân khấu, người hâm mộ giờ đây vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Bên cạnh đó, thông qua khoảnh khắc này, các fan càng thêm ngưỡng mộ giọng ca gốc Đà Nẵng trong thái độ làm nghề. Dù gặp khó khăn trở ngại về mặt tinh thần, Mỹ Tâm cũng không từ bỏ sân khấu, từ bỏ khán giả. Đến nay, đoạn clip này vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa cho Mỹ Tâm. Mỹ Tâm và đạo diễn Huỳnh Phúc Điền là bộ đôi thân thiết trong showbiz mà ai cũng biết đến. Tại đêm nhạc hẹn năm 2019, tưởng nhớ Huỳnh Phúc Điền, Mỹ Tâm chia sẻ: "Album Tâm Chính là một dấu son trong sự nghiệp âm nhạc của tôi, nhưng thật tiếc không có mặt anh Điền để chứng kiến. Nhưng Tâm biết anh sẽ cảm nhận được, nên Tâm mới chọn ca khúc này để nhắn đến anh Điền. Nếu em không thể quên được, thì thôi em sẽ nhớ về anh hoài", Mỹ Tâm chia sẻ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.